Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin làm một số các clip hướng dẫn cơ bản về phần mềm Motorata, đặc biệt là chúng tôi dành cho những người mới bắt đầu tiếp cận đến phần mềm này. Trong những thời gian gần đây, để đáp ứng một số yêu cầu của một số anh em thợ ít tiếp cận đến thiết bị công nghệ thông tin mà muốn có các cái clip ngắn hướng dẫn một cách rất là chậm, rất là tỉ mỉ để làm sao có thể sử dụng được cái phần mềm Motorata trên chính điện thoại và máy tính của mình phục vụ cho công việc. Đi thì Đeo Tô sẽ làm một cái chuỗi, chúng tôi sẽ làm khoảng 25 clip ngắn và mỗi ngày một nội dung cơ bản và cập nhật hàng ngày để anh em thợ được tiếp cận dễ dàng hơn. Và cái clip ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu là phần 1, một cái chức năng rất rất cơ bản đó là tra cứu mã lỗi. Vâng. Xin mời các quý vị nhìn trên phần mềm của điện thoại hoặc là máy tính mà chúng tôi đang thực hiện ở đây. Nếu ở trên điện thoại thì chúng ta có thể chọn ở cái phần ngôn ngữ. Ở đây là chúng ta chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt vì Motorola ta hỗ trợ hai ngôn ngữ và hiện nay là chúng tôi đã đặt tiếng Việt. Còn nếu chúng ta chọn tiếng Anh thì màn hình nó sẽ chuyển sang tiếng Anh như trên màn hình điện thoại tôi theo dõi ở đây. Và tôi trả lại tiếng Việt. Tiếp theo chúng ta chọn trên điện thoại thì chúng ta chọn một cái nút lệnh kế tiếp, còn trên máy tính thì đã mở sẵn sàng rồi. Ở trên cái phần này thì anh em lưu ý là cái trang chủ nó có một cái phần giới thiệu những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới của DTD Auto. Anh em có thể kích vào một cái sản phẩm nào, ví dụ như sản phẩm Honda Smart Key Service Pack, có nghĩa là cái gói dịch vụ để làm Smart Key cho các xe Honda. Thì chúng ta có thể chọn vào đây thì nó sẽ gọi đến các cái website và có những thông tin rất rất là chi tiết về hình ảnh, hướng dẫn sử dụng các cái video clip bên trong. Và tương tự như vậy, các sản phẩm khác cũng có thể tìm ở trong đó. Và quý vị có thể chọn các sản phẩm khác, ví dụ như Motoscan 6.2 rồi Motorata 5.5. Bây giờ chúng ta không quan tâm đến cái phần giới thiệu thì quý vị có thể bỏ qua. Và bây giờ quý vị sẽ chọn vào một cái menu ngang ở phía trên, nó có các cái biểu tượng. Nếu quý vị muốn thử thì sẽ chọn vào các biểu tượng và nó có cái phần chữ ở phía bên dưới xuất hiện. Và nó sẽ có nhiều phần chữ xuất hiện, chúng ta có thể trượt ngang hoặc trượt dọc. Ở đây thì chúng ta chọn vào một cái hình có cái kính lúp là tra cứu. Và quý vị nhìn rõ chưa ạ? Phần tra cứu. Ở trong phần tra cứu có một danh sách các cái biểu tượng của các cái thương hiệu nhà sản xuất xe máy. Ví dụ tôi chọn Honda là một cái xe mà quý vị đang cần để tra cứu mã lỗi. Khi chọn Honda thì tôi có thể chọn trong một cái danh sách rất nhiều các cái dòng xe khác nhau từ mới đến cũ và rất nhiều cái dòng xe của hãng Honda vì hãng Honda là một cái nhà sản xuất lớn và có được rất nhiều các cái mẫu khác nhau, các cái model khác nhau. Và bây giờ thì tôi sẽ chọn với một cái dòng xe cũng đang thông dụng ở trên thị trường. Ví dụ như là Everest 2015 đến 2017. Và tôi sẽ cố gắng làm chậm hơn nữa để cho các quý vị dễ dàng theo dõi. Trong phần này thì ta nhìn thấy dòng phía trên nó đã có cái biểu tượng của cái xe Everest 2015 đến 2017. Và nó có 1, 2, 3, 4 phần tra cứu. Phần 1 là tra cứu về mã lỗi, tra cứu về màu dây, tra cứu về chân ECU, tra cứu về từ viết tắt. Nói chung tất cả những tra cứu trong cái phạm vi mà tôi vừa trình bày thì chúng ta chọn ở cái mục 1. Còn nếu chúng ta muốn tra cứu về các lĩnh vực khác, ví dụ tra cứu về audio, tức là tra cứu về tông số mét, tra cứu về smart key, tra cứu về vị trí chân nguồn, tra cứu về chân tín hiệu của cảm biến VSS, tra cứu về chân ca lai, tra cứu về đèn định kỳ bảo dưỡng hoặc là reset đèn báo dầu, hoặc là nạp các phần mềm firmware bên trong ECU thì ta chọn vào cái mục số 2. Cái cửa vào nó là những cái cửa như vậy. Hoặc là anh em có thể chọn vào cái mục số 3 để chúng ta có thể dùng ngay chính cái điện thoại của mình. Cái chức năng này thì chỉ hỗ trợ trên điện thoại thôi, còn trên máy tính thì không có hỗ trợ chức năng này. Thì dùng chế chính cái camera điện thoại để chúng ta để đối xứng với cái đèn báo lỗi thì nó sẽ tự động đọc cái mã lỗi cho anh em. Và chức năng thứ tư là tra cứu chân tín hiệu
của ECM và có thể là SCU, có thể là ECU, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển rất là nhiều các cái việc tra cứu chi tiết hơn cho các quý vị. Và trong cái phạm vi cái phần phần này thì chúng tôi xin phép chỉ trình bày cái nội dung cơ bản cho phần tra cứu mã lỗi, còn các cái phần chức năng khác chúng tôi tiếp tục làm clip tiếp theo để giới thiệu quý vị. Bây giờ chắc có lẽ quý vị đã nhìn thấy cái mục số 1 là tra cứu mã lỗi, chúng ta chọn vào mục số 1 tra cứu mã lỗi. Và trong cái phần gợi ý, trong cái ô nhập này, chúng ta có thể nhập mã lỗi, nhập ký hiệu màu dây, nhập ký hiệu chân ECU, các cái ký hiệu viết tắt, nói chung là ký hiệu viết tắt. Nhưng quý vị cũng nên lưu ý rằng là các ký hiệu viết tắt này là ký hiệu viết tắt chỉ trong phạm vi kỹ thuật của xe máy. Nếu như nhập ký hiệu viết tắt trong lĩnh vực khác, chính trị, xã hội vào đây thì nó sẽ không thể nào mà giải nghĩa cho các bạn được, bởi vì đây là phần mềm chuyên dụng để cho xe máy và chỉnh sửa xe máy mà thôi. Trong những cái danh mục chúng tôi kiểm tra trên server thì thấy nhiều quý vị còn nhập cả hỏi những cái thông tin về chính trị xã hội vào đây. Đây nó không phải là Google, cho nên là nó không thể nào tìm được cho quý vị những cái thông tin trong các lĩnh vực khác, mà đây chỉ trong cái lĩnh vực hẹp hơn mà chúng tôi đã liệt kê ở phía trên. Ví dụ tôi giả sử nhập thì anh em sẽ chọn phần nhập, và ở phía dưới nó sẽ hiển thị ra cái hình bàn phím để cho anh em nhập. Ví dụ tôi muốn chọn một cái mã mà hiện nay trên xe đang biểu hiện cái lỗi. Ví dụ mã 07, và chúng ta sẽ nhập mã 07. Sau đó thì ở phía bàn phím góc bên phải phía dưới nó có cái nút hoàn tất. Tôi chọn hoàn tất. Và nó sẽ xuất hiện một cái hình có cái biểu tượng giống như là cái biểu tượng cái đèn check trên xe của quý vị. Và đây cái biểu tượng này ý muốn nói là chúng ta có thể tra cứu với cái mã lỗi này ở phần động cơ. Trong một số tình huống khác mà anh em chọn mà nó ra nhiều cái nút lệnh ở phía dưới hình hình biểu tượng mã lỗi động cơ, hình biểu tượng ABS, thì lúc đấy có nghĩa là cái xe quý vị chọn đấy nó đã cho phép chúng ta tra nhiều các loại mã lỗi khác nhau, và bản thân cái xe đấy cũng đã được trang bị hỗ trợ những cái hệ thống đó. Ví dụ nếu em chọn những cái xe đời mới hơn thì nó sẽ ra hai cái nút là nút ABS, nút tra mã lỗi động cơ, và đối với dòng xe này thì chúng tôi sẽ tra mã lỗi động cơ và chọn mã lỗi động cơ. Và khi chúng ta chọn vào cái nút lệnh này thì ngay lập tức cái thông tin về mã lỗi động cơ nó sẽ được liệt kê ở trên này với các nội dung chi tiết mô tả. Ví dụ như lỗi này là lỗi mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ ECT, hoặc lỗi mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ EOT. Và phần phía dưới là cái mục gợi ý sửa chữa. Với cái mục gợi ý sửa chữa này thì đã liệt kê cho anh em rất rất nhiều các cái nội dung ở phía dưới. Anh em có thể tham khảo đọc các cái nội dung đó để giúp anh em có thêm các thông tin cho việc chẩn đoán và sửa chữa. Ngoài ra thì phần mềm Motorata còn hỗ trợ anh em hai cái nút lệnh mới xuất hiện ở phía dưới cho tra cứu vị trí trên xe, tức là cái vị trí của cái lỗi đó nó nằm ở cái vị trí nào ở trên xe, và cái vị trí của cái cảm biến đó trên cái sơ đồ mạch điện nguyên lý thì nó nằm ở đâu. Và anh em sẽ chọn, ví dụ tôi chọn phía bên trái, và ngay lập tức thì nó có một cái mũi tên chỉ cái cảm biến đó, và chúng tôi đã hỗ trợ cả tiếng Anh và tiếng Việt. Vì đây chúng ta đã chọn là cho tiếng Việt cho nên là cái giao diện xuất hiện là có tiếng Việt. Và chúng ta nếu như mắt có kém một chút thì anh em có thể phóng to thu nhỏ để xác nhận được cái vị trí lỗi là với cái mũi tên màu đỏ đang chỉ vào đấy, là hiện tại đang lỗi ở cái vị trí đó. Và muốn tra cứu về cái mạch điện liên quan đến cái lỗi này thì anh em sẽ chọn vào một cái nút lệnh ở bên phải. Và anh em chọn đấy. Khi chọn bên phải thì màn hình sẽ xuất hiện một cái mạch nguyên lý bóc tách, và chỉ có vẽ cái mạch nguyên lý của riêng cái cảm biến đó mà thôi, và anh em có thể không nhìn thấy các cái mạch lằng nhằng nhiều các cái chi tiết như một cái mạch tổng hợp, mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái mạch của riêng cảm biến. Và chúng ta cũng thể tra ở đây ngay là ví dụ chân của khoang A, chân 33, tên của cái chân đó là TVK, rồi chân A, khoang A, chân số 7, và chân đó là chân SG, sensor ground. Và cái màu dây là hồng sọc trắng hoặc là xanh sọc cam, anh em có thể nhìn thấy cả màu dây ở đây. Rồi mã lỗi, rồi các cái hình ảnh các cái cảm biến, và đây là những cái thông tin mà
giúp anh em nhanh chóng để tìm ra các cái bệnh ở trên xe. Tương tự như vậy thì phần mềm này cũng giúp anh em tra cứu những cái mã lỗi khác, và tất cả mã lỗi chúng tôi đã hỗ trợ ở đây. Ví dụ anh em có thể nhập một cái mã lỗi khác, không phải là 07 nữa, thì anh em mới chọn. Ví dụ là chẳng hạn trong cái mã 52 chẳng hạn, anh em không biết cái mã 52 là nội dung thế nào, hỗ trợ sửa chữa làm sao, vị trí ở đâu. Và đây là cái mã mà có thể anh em chỉ đọc ở cái đèn chớp ở trên xe, hoặc là đọc bằng cái máy chẩn đoán mà không được hỗ trợ chi tiết, thì cái mã 52 này sẽ được phần mềm Motorata giải nghĩa cho anh em rõ ràng hơn. Bây giờ cũng tương tự, tôi có thể làm nhanh lên một chút. Và anh em chọn hoàn tất, chọn một cái nút có hình đèn check bên dưới, enter, và nội dung đã được hiển thị ở trên màn hình của quý vị. Nội dung mô tả chi tiết lỗi mạch tín hiệu cảm biến vị trí trục cơ CKP, gợi ý sửa chữa nguyên nhân là lỏng cái gì đó, hỏng cái gì đó, và kiểm tra thì phải tiến hành những bước như thế nào. Ngoài ra thì cũng tương tự như là đối với cái mã lỗi 07 vừa rồi, thì anh em thể chọn vị trí trên xe và nó sẽ chỉ ra cái CKP đó nằm ở đâu, và hỗ trợ cho anh em nhanh chóng để tìm ra cái vị trí sửa chữa. Và cũng tương tự như vậy thì anh em chọn cái nút lệnh phía bên phải, và anh chỉ cần nhấn cái nút lệnh phía bên phải và chúng ta sẽ nhìn thấy sơ đồ điện, và có thể phóng to thu nhỏ sơ đồ điện của cái cảm biến CKP của cái dòng xe này, với các cái màu dây, vị trí chân cắm, tên, chức năng. Và anh có thể nhìn thấy ở đây chân cung cấp dương nguồn, chân mát, rồi các cái chân pha, và ở đây nó sẽ hỗ trợ anh em khá chi tiết. Và hơn thế nữa thì bây giờ thì anh em biết rằng là cái mã lỗi 2 ký tự đó là cái mã lỗi cũ thôi, mà phần mềm của chúng tôi đã hỗ trợ để mã lỗi 3 ký tự, 5 ký tự. Ví dụ tôi muốn nhập một cái mã lỗi của cái dòng xe này hoặc là một cái dòng xe khác cũng được, thì anh em nhập cái mã lỗi, chẳng hạn tôi muốn nhập cái mã lỗi đây là mã lỗi ví dụ thôi, tôi cũng không nhớ chính xác lắm, ví dụ như là 9 chẳng hạn, gạch 1, giống như là các cái tài liệu của Honda đã cung cấp, thì nó sẽ có một cái thông tin mà chi tiết hơn thông thường với những cái mã lỗi với 2 ký tự. Cũng tương tự, tôi ấn hoàn tất, xong đó tra cứu, và anh em thấy là thông tin nó đã chi tiết hơn. Ví dụ trong mã lỗi là số 9, nhưng mà bây giờ 9 gạch 1, 9 gạch 2, 9 gạch 3, tức là những trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3, thì trong phần mềm Motorata đã hỗ trợ cho anh em đầy đủ. Và đây là những cái hỗ trợ mà chúng tôi cũng đã làm tương tự như các cái mã lỗi khác. Và bây giờ tôi có thể chọn thử một cái mã lỗi mà ABS chẳng hạn. Và vì muốn chọn mã lỗi của ABS thì chúng tôi có thể chọn mã lỗi của xe Honda SH. Và tôi sẽ quay lại, và lúc quay lại là nút ở phía dưới màn hình, và anh em quay lại. Tôi chọn Honda SH thì đây là dòng xe đắt tiền hơn và nó có trang bị hệ thống chống bốc cứng ABS. Và tôi sẽ chọn hệ thống ABS SH 300i ABS. Khi tôi chọn các cái dòng xe mà có được trang bị hệ thống này thì cái việc thể hiện trên cái phần mềm điện thoại nó sẽ khác với các cái phần mềm khác. Ví dụ tôi chọn ABS là mã lỗi số 12. Tương tự như vậy, anh em nhớ là đây là mã lỗi OBD1, cho nên là cái việc chúng ta chọn mã lỗi 12 có thể là mã lỗi của động cơ hoặc là có thể là mã lỗi của ABS. Vậy thì cái việc mà chúng ta chọn ở trên màn hình thì cái ô nhập thì vẫn là ô nhập vào ô đó, duy nhất cái ô nhập đấy thôi. Nhưng mà ở phía dưới đáy của cái màn hình nó xuất hiện nhiều cái nút lệnh khác và cho anh em chọn. Nếu anh em chọn vào mã lỗi của động cơ thì nó lại ra cái mã lỗi của động cơ. Nhưng anh em mà chọn bên có hình biểu tượng của ABS thì nó lại ra cái mã lỗi của ABS hoặc là các cái mã lỗi khác. Bây giờ tôi có chọn ABS. Và anh em thấy ngay là nó biểu hiện ra mã lỗi của ABS, với các nội dung chi tiết lỗi tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe phía trước, hoặc là lỗi gợi sửa chữa là lỗi cái cảm biến tốc độ, hoặc là lỗi cái vành răng tạo xung, lỗi mạch đường dây, hoặc là nhiễu điện tử. Cái lỗi điện tử này là cái lỗi mà cũng thường gặp so với những cái dòng xe mà gần đây em thấy là hay sử dụng bobin và
dây cao áp rồi cái trục buji nó chống nhiễu không tốt và nó gây nhiễu cho tất cả các loại tín hiệu yếu mà cái khả năng bọc kim cũng không thể ngăn chặn được cái súng nhiễu đó. Thì đây là những cái lỗi mà trong thời gian đào tạo của DTD Auto chúng tôi sẽ hỗ trợ rất nhiều anh em cách khắc phục những lỗi này. Và bây giờ tôi có thể quay lại làm một cái ví dụ khác. Chẳng hạn tôi quay trở lại với một cái dòng xe Honda, ví dụ như là dòng xe Lead. Và cho chắc là nó rất nhiều. Chúng ta sẽ tra cứu những cái dòng xe Lead thì phần L là nó ở phía trên theo cái bản mã alphabet đấy. Thì Lead 1. Vâng, tôi chọn xe AB đi. Ablet là 2017. Ablet 2017. Phía trên. Và 2017. Bây giờ nếu chúng tôi tra một cái mã, mà cái mã này là được hỗ trợ tra cứu ba ký tự đặc biệt mà từ cái máy chẩn đoán motor scan để chi tiết hơn nữa cho anh em cái vị trí lỗi. Thì ví dụ tôi tra cái mã ví dụ như là 08C chẳng hạn. Vì nó có nhiều trường hợp 08C, 08A, 08B, 08E, 08F thì nó sẽ chi tiết hơn cho anh em về đứt dây đoạn nào rồi hỏng cái lỏng cái rắc nào hay là ở cảm biến hay là ở đầu rắc phía bên nào. Thì chúng tôi đã có những cái sự hỗ trợ chi tiết hơn. Tương tự như vậy, anh em chọn hoàn tất và anh em chọn tra cứu. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó nói rõ hơn, chi tiết hơn là đứt mạch VCC là cái nguồn nguồn áp 5V mà cung cấp từ ECU cho các cảm biến và đây là cảm biến vị trí búng ga TP. Và chúng ta có thể xem các cái vị trí gợi ý màu đỏ phía dưới và chúng ta sẽ xem đây. Và anh em nhìn thấy là cái vị trí màu đỏ đó đã xuất hiện và nó nói chi tiết hơn như vậy có nghĩa là đứt cái dây dương nguồn cung cấp 5V cho cảm biến và không phải đứt các cái dây khác cũng không phải lỏng cái cảm biến. Dây này có thể bị chuột cắn hay là bị kẹt vào đâu đó mà bị đứt không thể khả năng dẫn điện được. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tra được cái vị trí của cái cảm biến đó nằm ở đâu. Và đấy là cái phần mà tra cái mã lỗi của Honda. Nếu như anh em mà muốn tra mã lỗi của các dòng xe Yamaha thì anh em quay trở lại màn hình ban đầu và anh em chọn cái biểu tượng là biểu tượng của Yamaha và chọn Yamaha. Với Yamaha thì anh em có thể chọn rất nhiều các dòng xe cũng tương tự liệt kê trong danh sách. Ví dụ như là Grandi, ví dụ như là Exciter, ví dụ là Novo hoặc là NVX185. Rất nhiều dòng xe mới hiện nay cũng đã được trang bị. Ví dụ tôi chọn một cái dòng xe Grandi. Và Grandi cũng tương tự như bên Honda thôi. Anh em sẽ chọn vào một trong bốn các cái chức năng ở đây. Cũng là đọc mã lỗi bằng camera, tra cứu chân, audio, smart key, màu dây chân ECU, từ viết tắt, tra cứu mã lỗi. Vâng, tôi xin lỗi tí lại lại nói nhanh mất rồi. Bây giờ tôi sẽ nói chậm để có quý vị có thể theo dõi kịp. Chúng ta tra cứu mã lỗi. Vâng, tra cứu mã lỗi. Thì anh chọn việc tra cứu mã lỗi cũng tương tự như với Honda. Ví dụ tôi chọn cái mã lỗi là 14 là mã lỗi OBD1 với hai ký tự của dòng xe này. Và tôi chọn hoàn tất. Sau đó hoàn tất cái việc nhập cái ký tự 14. Sau đó tôi chọn ấn vào cái nút để xác định thông tin của mã lỗi và phần mềm hỗ trợ anh em là lỗi cảm biến áp suất tuyệt đối của hút khí nạp, lỗi đường ống dẫn khí nạp, tức là một trong hai cái trường hợp đó có thể xảy ra. Và gợi ý sửa chữa là đường ống dẫn khí của cái cảm biến bị tắc vì kẹt hở đó, hoặc là lỗi bên trong ECM. Và chúng ta cũng có thể tương tự như là có hai cái nút lệnh hỗ trợ phía dưới rất hay. Đây là cái sự hỗ trợ rất là chi tiết để cho anh em rất tiện lợi mà tra cứu trực tuyến đúng đến đối tượng mà ta cần chứ không phải là tra cứu dạng sách. Sách chúng ta phải dở rất là nhiều, rất mất công thời gian bởi vì nó không biết nó nằm ở đâu. Mà ở đây thì chỉ cần một click thôi thì nó rất nhanh chóng để giúp anh em tìm ra và tôi đã phóng to ra cái vị trí chỉ ra trên cái xe để cho anh em biết được cái vị trí của cái cảm biến nào. Tương tự như vậy, tôi có thể chọn vị trí trên sơ đồ nguyên lý, chọn sang bên phải, vị trí sơ đồ nguyên lý. Và anh em thấy là hỗ trợ rất chi tiết
về mạch nguyên lý của riêng cảm biến này và cắt bỏ những cái phần liên quan không liên quan đến cái cảm biến này. Ở đây chỉ là cái mạch bóc tách của riêng độc lập của cảm biến này, và hỗ trợ anh em tra cứu màu dây, tra cứu tên chân rắc và kể cả cái chân rắc ở trên cái ECM cũng được hỗ trợ rất chi tiết với cái số chân để anh em có thể tra cứu. Vâng, tương tự như vậy thì anh em biết là trong những cái năm gần đây thì những cái dòng xe công nghệ OBD2 của xe máy cũng đã trang bị các cái mã lỗi 5 ký tự, mã lỗi đầu P, đầu C, đầu B, đầu U, mà có thể nói là nó gần tương tự như ô tô. Và công nghệ xe máy bây giờ cũng không kém gì công nghệ của ô tô. Do vậy việc tra cứu, anh em có thể tra cứu cả những cái dòng xe với mã lỗi như vậy. Và anh em biết là dòng xe gần đây có dòng xe là Exciter. Và tôi sẽ tìm dòng xe Exciter 2019. Và đây, anh nhìn thấy Exciter 2019 ở cái dòng số 9. Tôi chọn Exciter 2019. Và khi chọn Exciter 2019, anh em cũng thể chọn tra cứu mã lỗi. Bây giờ anh em thấy tôi sẽ nhập một cái mã lỗi khác thường đối với những mã lỗi OD11 trước đây. Chẳng hạn như tôi nhớ một tí xem cái mã lỗi nào mà thường anh em hay hỏi. Ví dụ như mã lỗi là P0223 chẳng hạn. Vâng, P0223. Đây là mã lỗi UBD2 với 5 ký tự. Và chúng tôi đã hỗ trợ 5 ký tự, 7 ký tự. Cả ô tô cũng có thể tra cứu được. Tôi chọn hoàn tất. Sau đó chọn tra cứu. Và anh em nhìn thấy đây là nội dung đứt hoặc chập mạch cảm biến vị trí mô ga TPS, gợi ý lỏng hoặc tiếp xúc không tốt ở các rắc cắm cảm biến đến ECU, hoặc đứt chập mạch dây từ cảm biến đến ECU, hoặc lắp sai cảm biến, hoặc lỗi cảm biến, hoặc là lỗi bên trong mạch điện điện tử của ECU. Và cũng có rất nhiều những cái mã lỗi mà anh em cũng có thể tra được. Ví dụ như là anh em có thể tra những cái mã lỗi của cái dòng xe khác, dù là mã lỗi có thể là bằng chữ, bằng ký tự, hoặc mã lỗi không phải xuất hiện từ ECU mà trên tablo đồng hồ, ví dụ như là Novo SX chẳng hạn. Nhiều người có trên Facebook cũng có hỏi cái mã lỗi Novo SX, mà anh em có thể chọn mã lỗi Novo SX, ví dụ như là Eros 01 chẳng hạn. Trước đây thì anh nghĩ là không thể tra được, nhưng mà phần mềm Motorata chúng tôi đã hỗ trợ rất đầy đủ, và anh em có thể chọn tra mã lỗi. Và đây là cái mã lỗi mà giữa hai cái ECU nối với nhau, tức là ECU của động cơ và ECU của tablo đồng hồ, truyền dữ liệu bằng cái đường truyền Kalai, đường truyền chuẩn của ô tô cũng như xe máy đang thông dụng. Và khi anh em được chương trình đào tạo của Digital Auto thì chúng tôi sẽ nói rất kỹ về cách xử lý cái lỗi này, tại sao nó từ đâu, và khi hai bên nó không nói chuyện được với nhau thì nó có thể do đứt dây, hoặc là do mất nguồn ở hai bên, hoặc là những cái nguồn cung cấp cho hai chip chủ hai bên nó không làm việc, hoặc là nhiều những nguyên nhân khác mà trong chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ hỗ trợ. Còn ở trong phần mềm này thì chúng tôi đã hỗ trợ ở cái mức độ như thế này thì cũng anh em cũng có thể đủ để tìm ra cái nguyên nhân đó. Và anh em có thể tra nhiều hơn thế nữa. Tôi lấy ví dụ anh em có thể tra một cái dòng xe Nvic, và cũng dòng xe cũng rất nhiều người đang ưa chuộng trên thị trường. Nvic, và N nó nằm ở cái dòng 34 Nvic. Nvic tôi sẽ thử tra một cái mã lỗi ABS chẳng hạn. Vâng, ABS lỗi 33. Lỗi ABS lỗi 33. Với cái mã lỗi 33 thì chúng ta có thể chọn hoàn tất. À, bây giờ thấy ở dưới màn hình cái dòng xe này đã được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS ở bánh trước, cho nên là ở phía dưới đáy của màn hình đã tự động xuất hiện thêm một tuốt lệnh của ABS nữa. Anh em đã chọn phần ABS chứ không chọn bên động cơ, tôi chọn phần ABS và nó sẽ cho anh em thông tin ngay là mất nguồn cung cấp cho mạch motor bên trong khối điều khiển hệ thống ABS. Anh biết là motor này có nhiệm vụ hút dầu nhanh ra ở cái xi lanh bánh xe để cho cái việc mà nhả cái ma phanh ở khỏi đĩa phanh nó nhanh hơn để đáp ứng được cái tần số của ABS làm việc. Vâng, còn xe nào nữa không ạ? Chúng ta sẽ còn cái xe của Piaggio.
Tôi sẽ chọn cái xe của Peugeot. Peugeot là một cái dòng xe mà cũng rất nhiều người sử dụng, đặc biệt là khu vực phía Bắc Hà Nội cũng hay dùng Peugeot rất nhiều. Và các chị em chân dài thì cũng thích thích cái xe này vì nó cũng khá là đẹp mà chọn Peugeot. Và các cái xe của Peugeot thì không có nhiều các cái model lắm nhưng mà cũng khá hiện đại và mã lỗi là công nghệ OBD2. Ta chọn ví dụ như cái xe Mili Abet. Mili Abet anh em thể chọn mã lỗi Mili. Và tôi sẽ nhập cái mã lỗi một cái ví dụ cho một cái dòng xe của Mili P bao nhiêu nhỉ? P0 tôi nhớ là P0115 thì phải, có một cái mã lỗi mà nó cũng hay gặp. Vì bây giờ cũng tra cứu thôi ạ, không xin lỗi các quý vị là cũng không để tâm để đi nhớ cái mã lỗi làm gì. Ai mà đến thời buổi công nghệ 4.0 này rồi mà đi nhớ thì có lẽ là phải thay đổi cái tư duy. Bây giờ tư duy lookup table, tra cứu, tra bảng. Và tôi chọn hoàn tất. Và bây giờ thì tôi có thể chọn, à bây giờ anh em thì chọn ra nhìn đây. Nó có thể chọn là ABS hoặc là động cơ và tôi chọn động cơ. Và ra ngay là cái lỗi mạch tín hiệu cảm biến nhiệt độ động cơ. Và thì nó sẽ hỗ trợ anh em là lỗi ở đâu, gợi ý sửa chữa như thế nào. Vì ABS thì nó rất là chi tiết rồi thì anh em có thể từ đó mà chúng ta nhanh chóng để khắc phục chiếc xe cho cái công việc hàng ngày của mình. Vâng, thì đây là một trong những cái clip đầu tiên chúng tôi làm chậm và làm tỉ mỉ. Còn những clip tiếp sau có thể là chúng tôi sẽ làm nhiều những nội dung khác vì phần mềm này hỗ trợ rất nhiều chức năng tra cứu và làm smart key rồi làm tra cứu sơ đồ mạch điện vân vân. Nhưng mà trong clip này thì xin phép là chỉ trình bày phần cơ bản nhất là phần tra cứu mã lỗi để cho một số anh em làm quen. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tra cứu tiếp trong ngày mai với những cái clip tiếp theo cho anh em. Sản phẩm này thì sử dụng ở trên mọi thiết bị hiện nay, thì kể cả máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng, trên các loại điện thoại sử dụng các hệ điều hành Android, hệ điều hành iOS của Apple. Và chúng ta có thể thấy là nó đã được trang bị và đã được up trên CH Play hoặc Google Store, anh em có thể tải xuống. Mà nếu anh em muốn tham khảo có thể dùng miễn phí 3 ngày và trong những ngày đó thì không có mất chi phí nào cả. Và nếu quá 3 ngày đó thì anh em thấy hài lòng thì anh em có thể liên hệ với DTD Auto để sử dụng một cách chính thức với cái phiên bản chuyên nghiệp và với phiên bản bản quyền cho điện thoại dùng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của quý vị. Vâng, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có cần hỗ trợ và sử dụng cái sản phẩm. Điện thoại tổng đài là 1900 2228 hoặc là email là dtdauto@gmail.com và anh em có thể vào website dtdauto.com. Và phần 1 này thì chúng tôi xin phép được trình bày cái nội dung chỉ là mã lỗi thôi và xin phép được tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn trong phần hướng dẫn thứ hai kế tiếp với những nội dung khác trong những ngày gần nhất. Vâng, xin một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin cảm ơn.